Tôn sư trọng đạo là một truyền thống quý báu đã có từ ngàn xưa của dân tộc, qua đó khẳng định Việt Nam là một đất nước văn hiến và hiếu học. Gìn giữ và phát huy truyền thống ấy không chỉ góp phần giữ được bản sắc dân tộc, mà còn là nền tảng để xây dựng một nền giáo dục mới xã hội chủ nghĩa, vừa đáp ứng được yêu cầu cách mạng trong thời kỳ mới. Ngành giáo dục luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư phát triển. Vai trò của các thầy cô giáo luôn được xã hội tôn vinh, đề cao. Mỗi thầy cô giáo bằng tài đức của mình đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp trồng người, phục vụ lợi ích lâu dài của dân tộc, của đất nước. Chính vì thế nên nghề dạy học được xem là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Từ lâu nhiều người vẫn thường ví von hình ảnh thầy cô giáo như người đưa đò thầm lặng, chuyên chở bao thế hệ học sinh qua dòng sông tri thức. Thật ra đó chỉ là một cách nói giản dị về những hy sinh thầm lặng của thầy cô giáo mà thôi. Chứ xã hội Việt Nam từ xưa đến nay luôn tôn vinh người thầy ở vị trí trang trọng nhất. Chẳng phải người xưa đã nói rằng muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Hay như trong ngày Tết Nguyên Đán cũng có hẳn một ngày để tôn vinh người thầy. Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Trong xã hội phong kiến, với nền giáo dục, cửa khổng, sân trình, người thầy có một vị trí vô cùng quan trọng, chỉ thấp hơn vua, thậm chí được đặt lên trên cả cha mẹ, nên mới có câu quân sư phụ để chỉ mối quan hệ quan trọng thứ bậc là vua, thầy, cha. Do lấy tư tưởng đạo đức làm nền tảng cơ bản, lấy luân lý làm kiến thức phổ thông, nên quan hệ thầy trò ngày xưa tuy rất khuôn phép theo lễ giáo phong kiến, song đã thể hiện được những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của một nền giáo dục nho học nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Tôn sư trọng đạo hàm chứa một ý nghĩa sâu sắc. Trước hết, đó là sự nhìn nhận đúng đắn và tiến bộ của nhân dân ta về một nghề luôn được coi trọng và một con người luôn được tôn vinh. Nó chứng tỏ dân tộc ta là một dân tộc văn hiến và hiếu học. Bởi coi trọng nghề dạy học là một biểu hiện sâu sắc của một dân tộc văn hiến và tôn vinh người thầy là bằng chứng hùng hồn của một dân tộc hiếu học. Nhưng ý nghĩa sâu xa của tôn sư trọng đạo chính là nó gắn bó mật thiết với sự nghiệp trồng người để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội phát triển tốt đẹp. Xưa ông cha ta đã nói, hiện tại là nguyên khí quốc gia. Nay ta lại khẳng định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Những điều đó không thể không liên quan đến truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Tôn sư trọng đạo đã trở thành một đạo lý, một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, chính là như thế. Nó là sức mạnh tinh thần, tình cảm lớn lao và bền vững của dân tộc để góp phần xây dựng nên một nước Việt Nam văn hiến và giàu mạnh. Thấm nhuận tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đã luôn khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là chính sách trọng tâm, có vai trò chính yếu của nhà nước. Được ưu tiên trước nhất, thậm chí đi trước một bước so với các chính sách phát triển kinh tế xã hội khác. Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xác định đây là một kế sách quốc sách hàng đầu, tiêu điểm của sự phát triển, mang tính đột phá, khai mở con đường phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thế kỷ 21, khẳng định triết lý nhân sinh mới của nền giáo dục nước nhà, dạy người, dạy chữ, dạy nghề. Trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, vai trò vị trí giáo viên lại càng được phát huy lên một tầm cao mới. Mỗi thầy cô giáo luôn luôn là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Không chỉ là hình mẫu, mà là người định hướng về nhân cách lối sống, là người khơi nguồn sáng tạo cho các thế hệ học sinh trong việc nắm bắt, chinh phục kho tàng tri thức của nhân loại. Từ lúc ra trường tới giờ là mình ở với sự nghiệp giáo dục được 33 năm. Tới giờ phút này phải nói là chọn nghề giáo có lẽ là rất là đúng với mình. Chính vì lý do đó mà trong quá trình công tác á, thì từ lúc mà làm giáo viên cho đến làm ban giám hiệu trường, rồi đến bây giờ thì làm lãnh đạo của ngành giáo dục, thì lúc nào mình cũng nhận định được cái trách nhiệm của mình đối với công việc giáo dục ở địa phương. Và qua đó thì mà mình cố gắng tận tâm, tận lực trong công việc để làm sao quản lý công việc của ngành giáo dục ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn,
đáp ứng được công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày nay khi đất nước đang chuyển mình với những chủ trương đổi mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và đã thu được những kết quả tốt đẹp, các giá trị đều được đề cao lên một bước, trong đó giá trị con người và trí tuệ con người ngày càng được coi là động lực cho sự phát triển. Phát triển nguồn nhân lực được xác định là nhiệm vụ đột phá của tỉnh Bình Dương, vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược. Cùng với cả nước, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng áp dụng và triển khai cách thức giáo dục mới theo xu hướng phát triển của thời đại, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe trong thời đại công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, gìn giữ bản sắc văn hóa và những giá trị đạo lý tốt đẹp để hình thành nên những con người có tâm và có tầm vẫn luôn được chú trọng. Trong đó, vị trí người thầy không ngừng được nâng lên, ân nghĩa đối với người thầy vẫn là một trong những đạo lý được coi trọng. Những người chèo đò chân chính trong thời đại mới vẫn nhận được sự quan tâm, kính trọng và tôn vinh của toàn xã hội. Quan tâm chăm sóc, bảo vệ và đầu tư cho trẻ em là một trong những chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước ta dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Mặc dù vậy, thực tế cuộc sống vẫn còn nhiều em nhỏ vì những lý do và nguyên nhân khác nhau chưa được hưởng trọn vẹn các quyền cơ bản của mình, trong đó có quyền được học hành. Chính vì thế, xã hội rất cần sự chung tay của cộng đồng với những con người tự nguyện làm những việc thiết thực để góp phần mang lại một môi trường sống tốt đẹp nhất cho trẻ em. Những lớp học tình thương với những con người bình dị, mang từng con chữ yêu thương đến cho các em thơ có hoàn cảnh khó khăn, chính là một hình ảnh đẹp khác về nghề giáo. Tất cả họ, những người được biết đến, được vinh danh hay vẫn lặng lẽ âm thầm gieo từng con chữ yêu thương, đã và đang làm ngời sáng lên những phẩm chất đẹp nhất của một nghề cao quý nhất, đó là nghề trồng người. Năm 2016 thì tôi đi đường, tôi gặp một bé đi bán vé số. Bé này nó đứng có nhìn vô cái trường học, chăm chỉ, chăm chú nhìn vô trường học. Thấy tội nghiệp, tôi có phát sinh ra một cái ý tưởng là hỏi bé chứ tại sao con không vô học. Nó nói con mắc đi bán vé số, nó xè tay, nó nói thế. Nó nói vậy hả, nhưng mà con có thích học không? Nếu con thích học thì cô sẽ dạy cho con học. Có nhiều hoàn cảnh rất đáng thương. Phải nói là các em... có khi em thì mất mẹ, có khi em thì mất cha, có em thì có cha mẹ nhưng mà đi làm xa, để ở nhà với bà ngoại, bà nội chăm sóc. Thì thấy các bé không có điều kiện đến trường cho nên là tôi cũng hết lòng, hết tâm để dạy cho các em. Để các em biết được con chữ, con biết được tính toán, biết được điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Mình có đứa cháu ngoại thì mẹ nó bỏ nó hồi còn nhỏ thì nó sống với mình. Nó bị tự kỷ, nói chung là não nó yếu, nó không có phát triển. Nó không đi học được, hoạt động với tinh trường học. Thì cũng nhờ có cô Hoàng giới thiệu đến gặp cô Dân. Thì để cho cháu nó học thì nhờ mình, nguyện mình này cũng mong là sao cho cháu nó cũng biết được, biết viết, biết đọc. Nó như bao đứa trẻ khác. Trong suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta, ngoài gia đình, thì có lẽ mái trường và thầy cô giáo là hình ảnh gần gũi và thân thương nhất. Làm sao có thể quên ngày đầu tiên đi học, cô giáo chính là mẹ Hiền. Lớn lên một chút là hình ảnh người thầy với bụi phấn rơi rơi trên bục giảng, là mái tóc thầy bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay. Thầy cô không phải là một phần đời đã qua gắn với những năm tháng dưới mái trường, mà mãi mãi lời dạy và nhân cách cao đẹp của thầy cô là hành trang theo suốt cuộc đời mỗi người, để chúng ta luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống là tri thức và đạo đức.